Dạ. Yeah. Rồi, hôm nay phần giao tiếp thì cô cũng sẽ gì cùng nhau cùng lớp ôn lại phần gì? Hôm trước cô nói với các bạn về phần gì, phương pháp đã để thống nhất lại. Những bạn nào mà chưa vào buổi đầu thì hãy xem lại video buổi đầu nhé, bởi vì video buổi đầu rất quan trọng. Không có cái buổi đầu đó thì không có buổi ngày hôm nay đâu ạ. À. Dạ. Nào cùng nhau ôn lại, nào chúng ta học theo phương pháp PL thì chúng ta học như thế nào ạ? À? Còn nhớ không? Học theo phương pháp PL thì chúng ta sẽ học như thế nào ạ? À? Còn nhớ không? Mỗi buổi sẽ học một chủ đề đúng không? Và sẽ đi theo các bước như sau. Bước thứ nhất là gì? Vocabulary, Vocabulary, từ vựng, từ ngữ vựng, grammar, pháp, grammar, đúng rồi, ngữ pháp. Rồi, bước thứ ba. phrase, Rồi, xây câu đúng không ạ? Build sentence, đúng không? Xây câu. Rồi, bước này là ai làm? teacher, Teacher. Rồi, tiếp theo. Gì nữa? tự xây câu, Tự xây giáo đúng không? Cũng là giáo build viên. sentence. Build sentence. Tự tay câu của mình à? Cô giáo dạy. Đúng rồi. Bước này ai làm? Chúng ta Student. student. Đúng rồi, student. Bước tiếp theo là gì? Check. Check, check. Cong môi lên mà đọc nhau mà check đâu ạ. À. Check, Check. check. Rồi, Check. bước này ai làm? Teacher. Teacher. À, Teacher. cả đấy, mọi Teacher. người teacher các bạn sẽ biết Oh. là cả đấy. Cả chúng ta cùng in vô đấy. Cả Yes. teacher là student đấy. Được chưa? Cả đấy, bởi vì bước này phát triển cả gì? Cả phần writing. Speaking Writing và speaking. Yeah, và speaking. Writing. sẵn sàng. Mấy nhìn đi. Và Em học sẽ phải học bây speaking. giờ học cái gì? Học có nghe nó không? Không có cái gì. Yeah. Rồi. Xong đến bước gì nữa các bạn? Speaking. 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 Rồi, sau đến bước gì nữa? Listen. Listening. Listening này ở level 2 mới được học ạ. À? Level 1 chưa học ngay đúng không? Cái này đến lúc nào học đến phần này cô sẽ hướng dẫn sau đúng không? Đấy, đây chính là các bước của chúng ta đúng không? Rồi, đây là Thế bước à? Chưa 1. đấy. Và đây Thế là học bước sinh viên 2. Đây là bước 3. Đây là bước 4. Đây là bước gì? Bước 4.5. con nhìn đi, Và con hiểu đây gì là bước gì? Bước 5. đi. Học theo Và topic đây là bước gì? Bước 6 đúng không? Đó. Và bạn còn nhớ cái bước từ vựng của chúng ta không? Từ vựng chúng ta học cần học được những cái gì các bạn còn nhớ không? Min Từ vựng cần phải học những yếu tố nào? Thứ nhất, nghĩa nghĩa. Đúng rồi, meaning. Thứ hai, đọc phát. speaking Rồi, đọc chuẩn phát âm đúng không? Đọc chuẩn phát âm đúng không? Tiếp thứ ba. từ Loại từ. Đúng đại từ rồi. Loại từ đúng không ạ? Khải. Yếu tố nào cũng quan trọng nhưng gì? Yếu tố loại từ này thì gì? Rất Quan quan trọng trọng bởi vì sao? Nếu không biết loại từ thì không biết nó đứng ở đâu trong câu. Đúng không ạ? Mà loại từ thì chắc chắn cần phải biết, được chưa? Đó chính là gì? Từ. Rồi, ok. Thế thì rồi, ok, đây là phương pháp chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. À quên, còn phải nói nội dung này nữa, hôm trước chưa nói. Nội dung của level 1 sẽ đi học cái gì? Được chưa? Level 1, cô sẽ lượt cho bạn nha. Đây chính là nội dung chính của level 1, sẽ đi theo từng nội dung một như này. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào loại từ đầu tiên trong bốn loại từ trong tiếng Anh là tính danh động trạng. Thì chúng ta sẽ đi loại từ đầu tiên, ngày hôm nay sẽ đi loại từ đầu tiên là tính từ là gì? Và ngữ pháp kèm theo. Cứ một chủ đề từ vựng sẽ một chủ đề ngữ pháp, một chủ đề từ vựng, một chủ đề ngữ pháp kèm theo. Được chưa? Chủ đề ngữ pháp đó chính là đặt câu với động từ to be, dễ không? Đấy, học từ đầu mà, mất gốc mà. Đúng không? Cô dạy từ đầu luôn. Đúng không? Tiếp theo, loại thứ hai, chúng ta sẽ đi đó chính là liên quan đến chủ ngữ.
chủ ngữ chính và chủ ngữ phụ. Chủ ngữ chính hôm nay có thể là diễn học luôn này, cộng với chủ ngữ phụ luôn. Được chưa ạ? Đấy. Đấy, đi cả chủ ngữ trong tiếng Anh luôn. Số 3. Được chưa? Đó là đi chủ đề liên quan đến gì? Job. Cách học ngữ pháp tiếp theo là ân. Được chưa? Tiếp, chủ đề thứ tư chúng ta sẽ đi học đó chính là family. Chủ đề ngữ pháp kèm theo là tính từ sở hữu và sở hữu cách sẽ kèm theo. Chủ đề số 5 chúng ta đi học đó chính là chủ đề liên quan đến noun. Phần noun này rất quan trọng. Chủ đề số 6 chúng ta đi học đó chính là liên quan đến verb. Rất quan trọng. Chủ đề số 7 quan trọng hơn, quan trọng nhất đó chính là adverb, trạng từ. Đó, 7 nội dung của level 1 học trong khoảng 3 tháng. Được chưa? Rồi, bốn loại, các bạn nhìn bốn loại từ không? Tính này, danh này, thấy xuất hiện chưa? Động này, trạng này. Chúng ta tối thiểu nhất của level 1 phải biết bốn cái thằng này là gì và vị trí của nó ngồi đâu trong câu. Bởi vì câu chúng ta nó cấu tạo bởi bốn cái thành phần này chính mà. Có những thành phần phụ học rất dễ. Giới từ, liên từ mà cái đấy học rất dễ, cũng có được học. Đây, có được học kèm đây này. Có được học kèm đây này, những cái phần phụ phụ là được học kèm hết ạ. Nhưng bốn loại từ này chắc chắn phải nắm được. Và nói luôn này, chủ đề này là một này là chủ đề có này, chủ đề này là chủ đề thứ hai, hai chủ đề này không có video. Nhớ nhá, đến hai chủ đề này học sẽ không có video đâu, bởi vì bạn sẽ không tìm được trên mạng đâu. Trên mạng cũng gì à, họ dạy cái này, họ dạy đọc sẽ không hiểu gì, các bạn sẽ không thể sử dụng được tính từ, a danh từ và trạng từ, đấy chưa, nếu bạn xem trên mạng. Còn lại là video của cô thì sẽ không update, không up hai phần này. Được chưa? À, hai phần quan trọng nhất với hai phần này à, nó quyết định cái phần vân gốc thành công không. Được chưa? Vì hai từ thiếu mất hai loại từ rồi hỏng rồi, đúng không? Rồi. Đấy thì tất cả của chúng ta sẽ học như này, và hôm nay chúng ta sẽ đi chủ đề đầu tiên. Đây, chủ đề số 1 đây. Yeah, chủ đề tính từ và đặt câu dụng to be dễ không? Dễ lắm đấy nhưng đừng coi thường nha. Được chưa? Nó rất dễ nhưng đừng có coi thường. Bởi vì sao ạ? Các bạn dễ nhưng mà vấn đề là bây giờ chúng ta dừng nó vẫn loạng choạng rất nhiều. Có những bạn đã học tiếng Anh từ lâu rồi nhưng phần này sẽ hơi dễ với các bạn, nhưng mà tuy nhiên thôi cũng đừng có chủ quan nhé. Có mất cử đề đầu tiên cô dạy sẽ khá dễ, một hai buổi đầu sẽ bị khá dễ, gần như bắt đầu lại. Nhưng đến cái chủ đề mà gì ạ? Liên quan đến danh từ một cái thì lúc đấy á, đầy người học rất lâu rồi nhưng sử dụng đều không ổn. Được chưa? Đó. Rồi, chúng ta sẽ vào chủ đề đầu tiên. Bước đầu tiên chúng ta đi đó là gì cả lớp còn nhớ không? Bước Từ đầu vựng tiên ạ. đi đó chính là từ vựng, đúng không ạ? Rồi. Để chúng ta sẽ vào chủ đề đầu tiên, đó là vocabulary, từ vựng, đúng không ạ? Chúng ta có vở, có bút để chép chưa? Chép cẩn thận nhé, bởi vì từ vựng cô đảm bảo cho bạn đủ ba thứ. Thứ nhất nghĩa, một đến hai nghĩa cơ bản. Hai là đọc, và ba chính là loại từ, nên là chúng ta cần phải để ý được tất cả nhé. Giờ chúng ta sẽ cô sẽ chia sẻ màn hình đây à. Bước đầu tiên đó chính là loại từ. Trước khi các bạn vào phần chủ đề này thì các bạn có thể ghi chú cho cô một số những cái gọi là nguyên tắc của ký hiệu nhé, để các bạn biết rằng là cái ký hiệu đấy là gì. Đây. Đây, chủ đề số 1. Adjective and making sentence with to be. Chủ đề tính từ và đặt câu với động từ to be. Question. Tính từ và đặt câu với động từ to be. Đây,
Thứ nhất dùng cho người thì bạn ký hiệu là P. Các bạn thấy P là chỉ dùng từ vựng để chỉ dùng cho người. Còn nếu ký hiệu là T thì có nghĩa là chỉ ký hiệu gì dùng cho gì? Vật. Nếu mà ghi từ đấy là cả P cả T có nghĩa là dùng được cả người lẫn gì? Lẫn vật. Nên không phải là từ nào cũng thấy cao là cứ thấy là dùng cao là dùng hết đâu. Cây cao cũng là thô, người cao cũng là thô, phải thế đâu nhá. Được chưa? Nên là chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì có những từ vựng chỉ dùng cho người, có từ vựng chỉ dùng cho vật. Có từ được dùng cả hai, bạn cũng được dùng cả hai, đúng không? Nên là chúng ta cần phải biết rõ chứ mà dùng lung tung lên chết, đúng không? Người thành vật, vật thành người là hỏng. Tính từ cô ký hiệu là A hoặc ADJ thì bạn nhé. Động từ cô ký hiệu là V ạ. À. Danh từ ký hiệu là gì? N ạ. À. Adverb ký hiệu là ADV ạ. À. Các bạn cứ lưu ý là chúng ta cứ học, ghi chép đầy đủ. Các bạn sẽ thấy rằng là cái phần xây móng này cô sẽ xây rất kỹ, đúng không? Xây rất kỹ. Nên là chúng ta đi rất là kỹ, mất 1-2 buổi đầu đi rất dễ. Nên các bạn đứng, bạn đã từng học rồi tiếng Anh đâu đó rồi, ui Tubi em học từ lâu rồi, đừng có nghĩ rằng là gì nó dễ, em học hết rồi, được chưa? Cái quan trọng nhất là gì ạ? Em rồi, nhưng mà vấn đề là em đã giao tiếp được chưa? Được chưa ạ? Nên cái phần mà cô dạy các bạn lại là để cho nền cho những bạn mất gốc tiếng Anh, các bạn vẫn có thể nắm được. Nhưng sau đó cái quan trọng nhất là nó gì ạ? Khác nhau ở chỗ, hay nó thành công ở chỗ đó, chính là chúng ta phải có thực hành. Cô còn đi các bạn mấy bước tiếp theo nữa cơ, đúng chưa? Bước đặt câu xong bước các bạn phải tự làm, cái bước các bạn phải tự làm nó mới khó, đúng không? Và tiếp theo là bước speaking nữa, nó đi từng bước một thì các bạn sẽ rất là ổn. Nên là đừng nghĩ rằng em đã học hết rồi, dễ này mà cô dạy, đúng không? Đây là cô đang dạy cho mất gốc mà, đúng không? Nhưng mà yên tâm rằng là mất gốc đầy phần mất gốc, những cái phần khó khó để những cái bạn ở trình độ gì á, có khi lên chuyên sâu rồi còn không hiểu, không nắm được ấy, còn kiểu dùng vẫn loạn choạng ấy, nhưng mà phần mất gốc thì nó rất chắc. Chúng ta đi vào đầu tiên, vào mục số 1, đó là mục từ vựng. Được chưa? Mục từ vựng đây, vocabulary, bước thứ nhất là bước từ vựng đây. Bước từ vựng này chúng ta sẽ học những tính từ trái nghĩa. Tính từ trái nghĩa, và tất cả các từ chúng ta học đây nó là tính từ. Tất cả các từ chúng ta học ở dưới này sẽ là tính từ. Nhưng tuy nhiên sẽ có những từ, có những loại từ khác, cô đều cho bạn ghi chú hết. Được chưa? Đều cho ghi chú hết. Đây này, ví dụ. Đây, ví dụ tall, các bạn nhìn này. Dùng cho người hoặc con vật, nhưng không dùng cho vật. Đúng chưa? Nên là gì ạ? Người cao thì dùng mammoth là tall được. Đúng không ạ? Con ngựa này cao, this horse is tall được. Nhưng không thể nói là cái nhà này cao, không thể là this gì, this house is tall được, không dùng như thế được, không dùng vật. Và nhớ này, nếu là trạng từ nhá, thì nó có nghĩa hoàn toàn khác, nó không phải là cao đâu, nó nghĩa là ngoa, khoác lác. Đúng không? Ví dụ he talk tall là anh ta nói ngoa, anh ta nói khoác, chứ không phải anh ta nói cao. Được chưa? Dịch như thế ạ. Anh ta nói ngoa, anh ta nói khoác, nên là trạng từ có nghĩa khác đấy ạ. Nên riêng từ này chúng ta thấy không ạ? Nó có thể ngồi được cả vị trí của tính từ, và nó cũng có thể ngồi được vị trí của gì? Trạng từ nữa, bởi vì nó cả hai loại từ mà, đúng không? Nhưng ngồi vị trí trạng từ nghĩa là ngoa, khoác lác, đúng không? Ví dụ he talk tall, he often talk tall là anh ta gì ạ? Thường nói ngoa, đúng không ạ? Anh ta thường nói ngoa. Đấy. Đâu nhầm đây. Đây, he often talk tall là anh ta thường nói ngoa, và đây là vị trí của trạng từ. Còn từ short các bạn lưu ý này, dùng cả cho người lẫn cho vật. Đấy, từ này dùng thoải mái nhưng khác nhau này. Dùng cho người nghĩa là thấp, dùng cho vật nghĩa là ngắn. Đấy. Thế thì không, mà có trong bài dịch bài tập về nhà các bạn có bài là gì ạ? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Ngôi nhà cái cây này thấp. Cái cây này thấp. Thế là các bạn ấy làm luôn là gì ạ? This gì? This tree is short là không được, bởi sao? Dùng cho người nghĩa là thấp mà dùng cho vật nghĩa là ngắn mà. Nếu mà dùng cho vật như thế thì dịch là ngắn, cái cây thì ngắn. Chứ ai nói cái cây này ngắn không? Cái cây này thấp, đúng không? Cái cây này nó thấp.
thấp thì không phải dùng từ này đâu nhé, trong ngoài dịch nó sẽ phải có một từ khác đấy. Nên là dùng nhân vật nghĩa là ngắn chứ không phải nghĩa thấp đâu, người nghĩa là thấp. Đấy. Nên là chúng ta dùng từ chuẩn, dùng lung tung này. Trước đây học không biết thì cứ dùng mưa ấy. Cứ thấy từ này là thả vào thôi đúng không? Rồi gặp từ tiếp theo này. Đây, open and close. Open and close. Bình thường các bạn thấy cặp này với nghĩa mở đóng là động từ đúng không? Đây, động từ nghĩa là mở đóng. Bình thường các bạn học với nghĩa mở động từ thôi đúng không? Thứ hai là gì? Tính từ, có nghĩa là tính dần cởi mở và vẫn mở, vẫn đóng. Nên nó là hai loại từ, cả động từ và cả tính từ đấy. Nếu ngồi vị trí động từ bạn dịch là mở đóng, còn nếu ngồi vị trí tính từ dịch là vẫn mở, vẫn đóng. Vẫn mở, vẫn đóng. Được chưa? Cô ơi, nếu như close nếu mà nghĩa nếu như adverb thì adjusty thì nó có nghĩa là cởi mở hay là nó the same với friendly? Có, còn thêm nghĩa nữa nhưng cô chỉ cho các bạn là hai nghĩa cơ bản thôi. Nó có nghĩa là dành cho người nữa, nghĩa là cởi mở nữa. Tính từ theo nghĩa cởi mở nữa là đấy là dùng cho người, nó ở phần cơ bản ạ. Cơ bản sẽ được học thêm nghĩa của nó, bởi vì cô bảo rồi là phần mất gốc này cô chỉ cho các bạn một hai nghĩa cơ bản thôi chứ không cho nhiều đâu ạ. Yeah. Ở phần cơ bản mình sẽ học cái từ này, nó có nghĩa là với dành cho người, nghĩa là cởi mở. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp nhé. Ví dụ mình nói là open the door thì nó là gì ạ? Mở cửa ra. Đúng không ạ? Close the door, đóng cửa vào. Nhưng mình nói là gì ạ? Ví dụ như là trung tâm AV vẫn mở cửa cuối tuần phải không chẳng hạn gì. Thì lúc này nó lại vẫn mở, nó là tính từ. Nên lại phải dùng câu theo kiểu là gì? À, ví dụ như là AV center is open on the weekend. Ngồi ở vị trí này là tính từ đấy, không phải là động từ đâu ạ. Được chưa? Nó là tính từ đấy ạ. Đấy, vẫn mở. Kiểu như thế nhé. Các bạn chưa học thành lập câu, cô chỉ lấy ví dụ để các bạn hiểu thôi. Chúng ta tiếp sang cặp tiếp theo này. Cặp số 3. Đây là những từ cơ bản nhất, nền tảng của tiếng Anh chúng ta phải nắm được đấy, nắm vững đấy. Yeah. Vì sẽ dùng cho giao tiếp rất là nhiều. Hot đối lập với nó sẽ là soft hoặc là easy. Hot nếu là tính từ nó có nghĩa là gì ạ? Cứng, khó. Dùng cho vật nghĩa là cứng, khó. Tính từ này dùng cho vật nghĩa là cứng, khó. Nhưng vì vậy đối lập đó chúng ta có từ mềm mại và dễ dàng đấy, soft và easy, đúng không? Nhưng nếu dịch cho người, dùng cho người thì bạn không dùng là dịch là cứng mới khó nhá. Dịch là nghiêm khắc ạ. Ví dụ như là my mother is hot. Mẹ tôi gì ạ? Không dịch là cứng. Mẹ tôi không dịch là khó mà mẹ tôi dịch là nghiêm khắc. Yeah, my mother is hot, mẹ tôi nghiêm khắc. Đấy là dùng cho người. Ví dụ là she is a hot teacher là gì ạ? Cô ấy là một cô giáo gì? Nghiêm khắc. Được chưa? Chứ không phải cô ấy là một cô giáo cứng. Không dịch chỉ vật mới dịch là cứng thôi. Và cũng không dịch là cô ấy là cô giáo khó. Được chưa? Vì vật mới dịch là khó thôi. Vì cho người vì nghiêm khắc. Được chưa? Còn hot nếu là trạng từ thì có nghĩa là gì? Đấy, nó ngồi vị trí trạng từ phải dịch là gì ạ? Chịu khó, chăm chỉ. Cũng không nghĩa là nghiêm khắc. Chịu khó, chăm chỉ cũng có nghĩa là nghiêm khắc ạ. Ví dụ như he work very hard, anh ta làm việc rất gì? Chăm chỉ, đúng không ạ? Đúng như bố tôi thường trừng trị tôi rất nghiêm khắc. My father often punishes me very hard. Đấy, là trừng trị tôi rất nghiêm khắc. Được chưa? Đấy, cái đấy là sau phần đọc câu bạn sẽ được hiểu. Nhưng đây cô cho cái nền từ vựng là bây giờ đang học từ vựng. Cô sẽ lấy vào câu như thế để các bạn hiểu được là vào câu nó sẽ kiểu như thế đấy. Thì bạn sẽ sau cái phần học thành đọc câu bạn sẽ gì à? Sẽ ứng dụng những cái từ này vào đặt câu. Hiểu chưa? Nên là bây giờ bước từ vựng nên cô sẽ cho các bạn kỹ như thế để các bạn vào câu bạn làm cho nó chuẩn. Tiếp nghe. Cặp số 4 này.
right, true hoặc là correct, nghĩa là đúng. Sai chúng ta có từ wrong hoặc là false, nghĩa là sai. Cả hai từ này vừa là tính từ, vừa là gì? Trạng từ. Có nghĩa là cả hai loại từ. Nếu là cả hai loại từ rồi thì bạn có cần phải thêm gì? Truly vào đấy đâu. À đây các bạn để ý cho cô hai từ này nhá. Cả hai từ có nghĩa là hai từ này này. Và cái này này. Chứ còn mấy cái phụ này thì nó chỉ là tính từ nhá. Lưu ý nhá. Cái chỗ mà cô không bôi đậm này nó là chỉ là tính từ thôi. Yeah. Nó chỉ là tính từ thôi. Yeah. Nên là true và correct ấy, thì nó chỉ trạng từ phải thêm ly, còn cái thằng này không phải thêm ly này, right không phải thêm ly, wrong không phải thêm ly và false không phải thêm ly. Sau bạn học chính thì thực ra từ wrong này bạn thêm ly được không, thêm ly được, nhưng mà tốt nhất là không thêm cho nó dễ. Được chưa? Đấy, nó vừa là tính từ, nó vừa là trạng từ nhé. Tiếp mà. Cặp tiếp theo số 5. Tired and noisy. Đó, buồn nào. Rồi. Vậy thì đây ạ, quiet and noisy, nhớ nhá, quiet dùng cho vật nghĩa là yên tĩnh, dùng cho người nghĩa ít nói. Ví dụ mình nói là my mother is a quiet person thì phải nói là mẹ tôi là người ít nói, chứ không để mẹ tôi là người yên tĩnh được, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ, this room is very quiet nghĩa là gì ạ, căn phòng này rất là yên tĩnh. Nhớ vật thì yên tĩnh, còn người thì dịch là ít nói. Được chưa? Đó. Còn noisy dùng cả người lẫn vật được. Ví dụ mình nói là this room is, hoặc là this classroom is very noisy, học là rất gì ạ, ồn ào. Nhưng mình nói là gì ạ, oh that boy is very noisy, nghĩa là gì ạ, cái thằng bé ấy, nó cứ ồn ào suốt ngày, nó gây ồn ào. Hiểu chưa? Tức là nó dùng cả người lẫn vật đều nghĩa như vậy. Nhưng mà gì ạ, riêng từ gì ạ thì lại gì ạ, khác nhau nhé. Người gì khác mà vật gì khác. Đấy, nghĩa của nó như vậy đấy ạ. Chúng ta cần phải để ý khi học từ vựng như thế. Trung học từ vựng này chúng ta cứ dùng loạn hết cái lên là không được. Tiếp nha. Chúng ta sẽ sang cặp số 6 ạ. Cặp số 6. Cô chỉ lấy ví dụ để các bạn hiểu thế thôi, chứ còn chưa, chúng ta chưa vào cấu trúc luận câu. Khi nào chúng ta vào cấu trúc luận câu chúng ta sẽ dùng kiểu kiểu như thế đấy ạ. Đấy, các bạn cứ hình dung là như vậy. Cặp số 6 là heavy and light, nặng và nhẹ. Bạn biết là cô xây nền móng rất kỹ, rất chắc cho các bạn. Đi chậm thôi nhưng chắc. Ban đầu là rùa nó bò, nhưng sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Đi bộ và sau đó chạy bộ và chạy nhanh. Được chưa? Đấy, mình đi theo quy trình như thế. Chứ đầu không nhanh đâu ạ. Xây nền xây móng mà nhanh thì hỏng, hấp tấp vội vàng là hỏng. Nhà Nguyễn Nguyễn Đình Đô, hai bạn nhỏ nó lớp mấy mà đã học rồi? À, lớp mấy hả con? Đình Đô. Lớp 4 lên lớp 5 ạ. Lớp 4 với lớp 5. Lớp 4 với lớp 5 nó ra học được lớp này. Nó học được bằng nào thì học chứ. Cô bảo là từ lớp 5 giờ đến mới học được phát âm. Còn lớp giao tiếp thì từ lớp 7 rồi đấy. Nhưng mà thực ra là lớp này có kỳ tích lắm. Có kỳ tích lắm. Tức là có ngành sức cô dạy ấy. Có những bạn lớp 3, lớp 4, lớp 5 cũng học bình thường. Thế nhưng mà thực ra là trường hợp đấy đặc biệt lắm. Không phải là trường hợp nào cũng làm được đâu. Trường hợp đấy nó ít.
lớp 3, lớp 4, lớp 5 cũng học được. Nhưng mà các bạn ấy là những người rất là độc lập và học kiểu từ bé rồi đã kiểu như là tự tự giác rồi ấy. Nên là các bạn ấy học được. Còn đâu thì trung bình thì phải từ lớp 7 trở lên theo được. Có những bạn lớp 7 rồi còn không theo được ấy. Không thích học đâu, không theo được. Nhưng mà đấy là nó chờ ngoại lệ. Cái gì nó có ngoại lệ. Để cố gắng nhé, theo được nào thì theo. Rồi, happy thì từ này vừa tính từ vừa là trạng từ này. Dùng cho vật, không dùng cho người, nhớ chưa? Nên là dùng là gì ạ? My mother is heavy là hỏng rồi. Đúng không ạ? Coi mẹ mình như vật luôn. Đúng không ạ? Nhưng this table is very heavy thì được. Nhưng không nói là my mother is very heavy. Đấy chưa? Đấy. Light, vừa là tính từ vừa là trạng từ. Có nghĩa là gì ạ? Nhẹ hoặc là màu sáng. Nó có nghĩa là nhẹ hoặc màu sáng. Ví dụ mình nói là gì ạ? This shirt is light. Mình cầm này, this shirt is light. Người ta hiểu là gì ạ? Cái áo sơ mi này gì? Nhẹ. Nhưng mình nói là gì ạ? Thấy người ta mặc xong người ta bảo là oh, your shirt is light. Thì là cái áo của bạn gì? Màu sáng. Thì là tùy vào tình huống mình sẽ hiểu là nhẹ hay màu sáng. Được chưa ạ? Rồi. Thật ra nó còn là danh từ nữa cơ. Danh từ nhưng mà cũng không cho nhiều quá. Sợ các bạn sẽ không có nhớ được hết. Danh từ nó là ánh sáng hoặc là đèn. Tức là the light này, ánh sáng hoặc đèn. Ví dụ, there are many lights in this room. Với là có rất nhiều đèn ở trong phòng này. Nhưng mình nói là gì ạ? This room is, mình nói là there is a lot of light in this room. Có nghĩa là gì ạ? Có rất nhiều ánh sáng trong phòng này. Tức là cái đấy là danh từ đấy ạ. Để học sau nhé. Cặp số 7 ạ. Asleep and awake. Asleep, awake. Buồn ngủ, còn ngủ, vẫn thức, không phải buồn ngủ là asleep, buồn ngủ là sleepy, asleep là còn ngủ, awake, vẫn thức. Ví dụ mình nói là gì ạ? My parents are on the bed, but they are awake. Vậy là gì ạ? Bố mẹ tôi gì ở trên giường, vẫn ở trên giường, nhưng bố mẹ tôi gì lên giường rồi, on the bed, lên giường rồi, but they are awake, nhưng mà họ vẫn còn gì, còn thức, awake là còn thức, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Children are asleep, có nghĩa là gì ạ? Bọn trẻ gì vẫn còn ngủ, được chưa? Đó rồi, đấy là gì ạ? Còn ngủ, vẫn thức nhé, chứ không phải là buồn ngủ đâu. Clean and dirty, sạch và bẩn. Cặp này chỉ tính từ, ta có không ghi chú gì, các bạn lưu ý nhé. Nếu cô không nói gì, không ghi chú gì thì nó chỉ là tính từ, hiểu không ạ? Bởi vì chủ đề ta đang học là tính từ mà. Từ nào đặc biệt thì cô mới cho ghi chú thêm loại từ thôi. Tiếp theo chúng ta có từ pretty, beautiful, nice, đẹp, ugly, xấu. Và các bạn để cho cô từ pretty này tính từ thì nó bằng nghĩa với từ gì? Nice và beautiful. Nó bằng nghĩa với nice và beautiful. Nhưng nếu nó là gì? Trạng từ. Nếu nó là trạng từ thì đây là ADV. Nó bằng nghĩa với từ quite. Biết từ quite nghĩa là gì không? Khá. Đúng rồi, nếu nó sẽ nghĩa là khá, đúng không? Thế thì các bạn sẽ để ý nhá, nó vừa là tính vừa trạng, còn những thằng này chỉ là tính thôi. Nên nếu như các bạn nói là, ví dụ nhá, cô gái xinh đẹp đúng không? She is beautiful. Beautiful. Nhưng nếu như cô nói câu là she is pretty beautiful. Vậy bạn có dịch là cô ấy rất rất đẹp không? Thấy hai từ đẹp dùng với nhau này chắc đoán là cô ấy rất đẹp đúng không ạ? Nhưng thực ra là không phải đâu ạ. Dùng ở vị trí này ấy, nó là vị trí của trạng từ. Và vị trí của trạng từ thì không thể dịch là đẹp được, mà chỉ dịch là gì? Khá thôi. Nên là gì ạ? Chúng ta nếu không biết là vị trí này trạng từ, chúng ta cứ dịch là cô ta rất xinh, phải thấy hai từ xinh cùng nhau chắc chắn là
phải rất xinh mới dùng cả hai từ này được đúng không? Thế nhưng mà thì em từ rất xinh đến những thường thôi đúng không? Bởi vì các bạn hiểu nghĩa sai đấy chứ đúng không? Chỗ này sẽ phải hiểu là cô ta khá xinh chứ không phải cô ta rất xinh đâu ạ. Chưa ạ? Đó nên phải để ý nhá. Trong văn phòng giao tiếp để chúng ta biết cái vị trí của nó, để nghĩa của nó như thế nào chúng ta còn nắm chắc được. Chứ không là chúng ta hiểu nhầm nghĩa của người nói sẽ rất là khổ đúng không? Tiếp tục nhé. Cặp từ tiếp theo, dangerous and safe. Dangerous and safe. Cô sẽ dạy gặp 10 cặp, còn đâu 5 cặp còn lại cô sẽ gửi về nhà các bạn tự chép với 5. Thôi được, cố gắng hết mà 15 cặp cho đủ 30 từ đi. Này sẽ học phải 12 giờ, khoảng 12 giờ 20, 20, 25 gì đấy nhé. À quên nhầm, 11 giờ 20, 25 nhầm. Mình báo 12 giờ 20 nhầm. Không biết là có dám học không, đúng không? Đây, dangerous thì dùng cho gì? Dùng cho vật nghĩa là nguy hiểm, dùng cho người dịch là nham hiểm nhá. Chứ bây giờ gì ạ? She is very dangerous, dịch cô ấy rất là nguy hiểm, chết rồi, đúng không? Dùng cho người và dịch cô ấy rất nguy hiểm, chết rồi. Có nghĩa là chắc là gần nó là nó cắn người đấy, đúng không ạ? Hay gần nó là quánh người đấy, thì mới dịch là nguy hiểm chứ, đúng không? Nguy hiểm và nham hiểm là khác nhau đấy nhá. Tiếng Việt đấy không phải dạy đâu. Được chưa? She is very dangerous, nghĩa là cô ta rất là nham hiểm, đúng không? Còn từ safe thì tính từ là an toàn. Thực ra là safe là danh từ nữa ấy. Danh từ nghĩa là kết sắt đấy. Những từ safe ấy, nó nâng cao nên cô không muốn cho nữa. Nhưng từ safe thì nó vừa là tính từ, nó vừa là danh từ. Đây, cô ghi luôn vào đây cho các bạn. Nó vừa là tính từ, nó vừa là danh từ luôn ạ. Danh từ nghĩa là cắt sắt. Tính từ nghĩa là gì? An toàn. Tiếp nhé. Cặp số 11 luôn ạ. À. Cô sẽ đi nhanh cặp với cặp tiếp theo này. Interesting and boring. Thú vị, buồn chán. Cặp tiếp theo, early and late. Cặp này cả hai đều là tính từ và trạng từ. Cả hai đều là tính từ và trạng từ. Cặp số 12 ấy. Đây nó ngồi được cả vị trí của tính từ, nó ngồi được cả vị trí của trạng từ nhá. Đừng có bất ngờ. Chị ạ, bởi vì nó là hai loại từ mà. Cặp số 13. Clever, intelligent, smart. Đều là thông minh. À, ngu dốt chúng ta có từ stupid, chúng ta có từ fool. Biết từ fool này không? À, fool nhầm. Fool. Cũng là gì ạ? À? Ngu dốt. Ngu dốt. Đần độn. Ngu dốt, đần độn. Cặp số 14 luôn nhé. Cô cho các bạn 15 cặp, nghĩa đủ 30 tính từ rồi. Sau đó 30 tính từ còn lại về nhà, cô giao nhiệm vụ về nhà chép vào nhá, bởi 30 tính từ còn lại nó dễ hơn. Nên chỉ việc chép vào thôi. Đấy, cô gửi file cho mình chép thôi, nó đỡ mất thời gian. Cái buổi đầu thì cô sẽ phần từ vựng cô sẽ dạy kỹ, còn từ buổi sau trở đi là tính từ các bạn phải, tức là các từ vựng các bạn phải chép trước ấy. Hôm sau cô chỉ làm nhiệm vụ cho các bạn là đọc và có cái phần gì phân tích đặc biệt cô phân tích thôi. Giờ bởi vì chép nó dễ. Đây, đây là buổi đầu thì sẽ mẫu cho các bạn để các bạn biết. Cặp số 15 là fast, nhanh, hoặc là quick, slow nghĩa là chậm. Các bạn cần phải ghi chú cho cô từ fast. Từ fast vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Yeah. Nên là đừng có thêm cái gì vào. Còn từ hai từ này cô không nhắc gì, nó chỉ là tính từ nhé. Cái nào cô không nhắc gì thì nó chỉ là tính từ thôi. Nhưng cái nào mà cô đưa loại từ, các bạn phải để ý rằng là nó là hai loại từ. Nên từ fast không có phát ly đâu nhá. Bạn nào mà cho fastly vào là không được đâu. Yeah, bởi vì là nó vừa là tính vừa chạm rồi. Fastly.
Dạ. Bước từ vựng chúng ta đã có từ và loại từ, nghĩa và loại từ chưa? Nghĩa có hết chưa? Loại từ có chưa? Loại từ có chưa? Có rồi, thiếu mỗi bước đọc nữa thôi. Chép xong chưa? Để đọc. Đọc nhé. Bây giờ cứ đọc đọc theo cô đã, bởi vì mình mới có một ít phát âm thôi, mới được có 6 âm phát âm thôi. Nên là cứ đọc theo cô đã. Đọc gọi là tương đối là được rồi. Cứ đọc theo cô này. Fast. Fast. Quick. Slow. Slow. Nè, căng môi đây này, đùi gà này. Shallow. Shallow. Deep. 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 Clever. Clever. Intelligent. Intelligent. Rồi, smart. Smart. Stupid. Stupid. True. True. Rồi, early. Late. Late. Interesting. Interesting. Cái này có hai cái đọc, một bạn đọc là interesting, hai bạn có thể đọc là interesting tùy bạn nhé. Có hai cái đọc của anh ấy nghĩ thôi. Tiếp bạn, boring. Boring. Rồi, safe. Safe. Dangerous. Dangerous. Pretty. Pretty. Không đọc pretty đâu nha. Pretty. Pretty. Beautiful. Beautiful. See ở cuối này. Nice. 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 Ugly. Ugly. Clean. Clean. Dirty. 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 Asleep. Asleep. Awake. Awake. Heavy. Heavy. Light. Light. Quiet. Quiet. Noisy. Noisy. Rồi bật chữ T cuối. À, chứ bạn chưa học nhỉ? Right. Right. Correct. 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 True. 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 Wrong. Wrong. Âm Z ở cuối, âm Z cuối ạ. False. 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 Hard. 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 Soft. 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 Easy. 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 Open. Open. Âm Z ở cuối nha. Close. 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 Cong môi này, hát âm người gà này. Short. 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 Rồi, cô xin mời lớp mình tự đọc nhé. Xong nếu cứ từ nào mà chưa chuẩn thì cô chỉnh lại cả lớp đọc nào. Short. Rồi. Short. Cong môi lên. Short. 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 Open. Âm Z ở cuối nhé. Close. Close. Hard. Hard. Rồi tiếp. Stop. Easy. Easy. Rồi. Right. 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 Correct. True. True. Wrong. Wrong. Step cuối ạ. Step cuối ạ. Rồi tiếp ạ. Right. Mẹ em xét ở giữa này. Noisy. Đọc hơn gì? Noisy. Đúng rồi ạ. Noisy. Heavy. Heavy. Rồi. Heavy. Light. Light. Asleep. Asleep. Awake. 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 Clean. Dirty. Dirty. Pretty. Beautiful. Beautiful. Nice. Ugly. Rất tốt ạ. Safe. 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 Rồi, tiếp nào. Shallow. Fast. Tiếp tục nào. Rồi, very good job. Vậy cô đã làm xong bước từ vựng nhá. Đủ ba bước, đủ ba thứ chưa? Đủ ba thứ của từ vựng chưa? Đủ hết rồi nhé. Yeah. Bây giờ sang bước số 2, grammar, ngữ pháp học rất dễ, đặt câu động từ vi. Yeah. Học bao nhiêu năm rồi vẫn học đặt câu động từ vi, không sao cả. Không vấn đề gì hết. Phần thứ hai là phần ngữ pháp. Cái phần động từ động vi, phần đầu tiên này nó rất là dễ. Đây. Đây. Ngữ pháp
cấu trúc câu trong tiếng Anh, vẫn biết tiếng Việt thôi, không cần biết tiếng Anh đâu ạ. Đấy. Cấu trúc câu trong tiếng Anh bao giờ có chủ ngữ này, động từ này và tân ngữ, đúng không? Đây là cấu trúc động từ be. Tại sao cô để dấu 3.3.3 này? Bởi vì câu tiếng Anh không chỉ có thành phần đâu, mà nó có thành phần chui 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 và thêm vào rất là nhiều, đúng không? Đấy, rất là nhiều thành phần thêm vào này. Được chưa ạ? Đó. Thì thành phần thêm vào này nó chính là thành phần trạng ngữ, sau bạn sẽ được học sau. Thành phần trạng ngữ này là phần lung tung nhất, nó chạy khắp câu. Thì chúng ta sẽ học để quản lý nó sau. Được chưa ạ? Ngày nay chúng ta sẽ được học làm quen với 8 chủ ngữ chính luôn. Các bạn nhìn vào phần cọc chủ ngữ đã nhé. Hoặc là nếu các bạn muốn chép, cô cho các bạn chép thì xong cũng phân tích ạ. Chép thật nhanh, bởi cái này là cái này đã học rất nhiều trong phần cấp 2, cấp 3, học nhiều lắm rồi. Lúc cô, cái file này cô có gửi cho bọn em không ạ? Hay là bọn em tự chép tay hết ạ? Phải chép tay hết để cho nó nhớ trong vợ mình ạ. Các bạn, hoặc là bảng này cô sẽ chụp cho các bạn nhé. Để cô sẽ cho nhỏ một chút, cô sẽ chụp lên nhóm cho bạn để bạn đỡ về nhà bạn chép cái này nhé. Nhưng vẫn về nhà vẫn phải có trong vở nhé, được chưa? Cô sẽ chụp cho lên nhóm cho bạn luôn này, được chưa? Để các bạn không phải chép nữa đâu, mất thời gian thì thời gian mình còn nhiều nhé. Sau đó thì chúng ta cô sẽ phân tích luôn để các bạn nó sẽ đi nhanh, được chưa? Đây là cái bảng này. Chờ cô sẽ chụp luôn vào cho lớp mình. Nhóm lớp mình lớp lớp 9 đúng không? Lớp 9. Để chúng ta đỡ mất cái thời gian ngồi chép, về nhà chép thoải mái. Sau buổi ngày hôm nay thì cô sẽ giả soát lại nhóm xem những bạn nào vào hai nhóm là cô kích thích ra, nên bạn nào mà đã chót vào hai nhóm rồi thì chót được duyệt vào hai nhóm rồi. Ôi chết rồi, nó bị cái thanh này. Để cô chụp lại cho các bạn. Thì ao khoảng một nhóm đi ạ, để cho nó đỡ bị nhầm lớp linh tinh. Nếu không, nếu cô kích thì cô kích ra hết thì các bạn lại rất là tiếc, được chưa? Rồi, đây cô gửi lại cho này nhá. Xong, được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn vào đây để phân tích. Đây, vì cái này các bạn đã học hết rồi nên là được mất thời gian chép, chép nó lâu. Đây nha các bạn nhìn này, chủ ngữ trong tiếng Anh, lưu ý này, chủ ngữ trong tiếng Anh là có 8 chủ ngữ, không phải là 7 chủ ngữ, cũng không phải 3 chủ ngữ, không phải I, you, we, they, he, she, it. Mà các bạn nhìn này, từ chủ ngữ số 1 đến chủ ngữ số 7 thì các bạn thấy rất quen thuộc đúng không? Nhưng cái chủ ngữ cuối cùng là danh từ này, nó sử dụng rất nhiều. Bạn chủ yếu bạn chỉ học đến chủ ngữ số 1 đến chủ ngữ số 7 thôi. Nhưng cái chủ ngữ số 8 thì chẳng ai, gần như không ai có dạy, không ai dạy cả. Chủ ngữ số 8 này dùng đến 70%. Tức là cái tần suất của nó dùng nhiều 70% so với các chủ ngữ này. Hiểu không ạ? Nên là nhưng không ai dạy cái này cả. Vậy cái chủ ngữ danh từ này bạn sẽ có riêng một chủ đề danh từ để bạn học, bạn kỹ càng với nó, bạn biết cách sử dụng. Nếu không thì chủ ngữ vẫn bị nhầm rất lẫn rất nhiều, được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta nhìn vào đây. Chủ ngữ ai và cái chủ ngữ này nghĩa là gì bạn biết rồi nhá, là you, là ngôi thứ hai, đúng không ạ? Đấy, nhiều nghĩa khác nhau lắm. Chúng tôi, chúng ta, cái này các bạn biết rồi đúng không? Tiếp theo các bạn nhìn đúng không ạ? They, đấy they này, tại sao có bôi vàng vì sao ạ? Dùng cho người có nghĩa là họ, và dùng cho vật thì nghĩa là gì? Chúng, dịch khác nhau nhá, đúng chưa? Và nó dùng thay thế danh từ gì ạ? Chỉ vật ở số nhiều và gì ạ? Chỉ người ở số nhiều. Dùng hết pin thì ra cắm sạc nó đi. Rồi, vật là số nhiều và chỉ người số nhiều, được chưa? Còn suy thì không có gì, hi không có gì, nhưng mà ad chủ ngữ là nó, và dùng để thay thế danh từ chỉ gì? Vật ở dạng suy, được chưa? Chép đó. Đi đó, cái này để bạn ấy nghe thôi ạ, chứ cần chép đâu ạ. Chép để cô gửi cho nhóm rồi, về nhà chép sau nữa đỡ mất thời gian, được chưa? Tiếp, cọc to be. Bạn nhìn này, cọc to be này là cái hiện tại có mỗi dạng thì em, is, và are. Bạn nhớ này, cứ to be A dành cho những chủ ngữ số nhiều, nhìn thấy chưa? A dành cho chủ ngữ nhiều. A dành cho chủ ngữ số nhiều, đúng chưa? Danh từ số nhiều. Còn thì is dành cho số ít, nhìn thấy chưa? Is dành cho những chủ ngữ số ít. Is dành cho những chủ ngữ số ít. Cái này bạn học nhiều lắm rồi nha. Nên là cô lướt qua thôi để các bạn nắm được. Và nhớ đây là dạng viết tắt của nó này. I am viết tắt là am. You are viết tắt, cái này nó đọc là you are không? Không đọc thế ạ. Từ này đọc là your. Các bạn đọc đi ạ. Your. 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 Rồi tiếp này, yeah. We are không đọc là we are đâu, mà từ này đọc là were. Đấy, dạng viết tắt của nó đấy ạ. À. Trong văn nói thường dùng viết tắt, văn viết hay dùng như thế này, còn văn nói hay dùng viết tắt, được chưa ạ? Yeah. Tiếp theo,
They are. Viết tắt này không đọc là they are đâu, mà từ này đọc là they. Đọc đi ạ. They are. Đấy. Không, đọc không chuẩn, sau này không nghe đâu. Nó đọc là gì ạ? They are beautiful flowers. Đúng, nghe đâu. Nó còn they are beautiful flowers. Thế là không nghe đúng. Cứ phải nghe they are beautiful flowers mới nghe được không? Đúng không ạ? Thì không thể được đâu. Phải đọc nhớ. Đó, hoặc là chúng ta là were students. Tức là chúng ta là sinh viên, were students. Yeah. Ví dụ là your student, your student. Bạn là sinh viên chứ không phải you are student đâu. Được chưa? Dùng giọng viết tắt như thế nó đọc ấy. Yeah. Nhớ âm này Z hết này. Cuối này Z hết nha. Đọc lại. He's. Z cuối. She's. Âm này C cuối. Is. Học tân ngữ này thì miễn bàn nhé. Rồi các bạn phải nhớ cái này nhá. Được chưa? Xong câu này chưa? Bây giờ vào cấu trúc câu này. Bây giờ chính thức vào cấu trúc câu. Các bạn này về nhà tự chép nhá, hiểu được rồi đã. Được chưa? Còn cấu trúc câu thì chép. Bây giờ chúng ta lưu ý này, trong giao tiếp tiếng Anh thì chúng ta có bốn dạng câu của bạn dùng nhiều nhất trong giao tiếp. Đó là gì ạ? Tính từ, danh, à quên rồi, câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn và câu đáp question, đúng không? Bốn loại câu trong tiếng Anh: khẳng định, phủ định, nghi vấn và đáp option. Bạn còn nhớ là cô bảo là ở level 1 cô sẽ giúp các bạn gì ạ? Ba dạng thành thạo, đó là dạng gì còn nhớ không? Khẳng định, phủ định, nghi vấn. Còn đáp option. Đáp option sẽ lên level 2 bởi vì cái dạng đấy nó khó. Nó sẽ khó hơn bởi vì đáp option dùng nhiều nhất trong giao tiếp luôn. Với lại câu khẳng định dùng nhiều nhất. Vậy thì ở trong phần này chúng ta nhớ là có bốn dạng câu. Bốn dạng câu trong tiếng Anh là dùng nhiều nhất trong giao tiếp, đó là câu khẳng định, câu phủ định, câu yes no question, đúng không? Và cuối cùng nó là câu WH question. Thì trong bốn loại câu này, nếu trong giao tiếp thì đáp question dùng nhiều nhất. Còn nếu trong trình bày vấn đề, cho một tí nước vào để trình bày vấn đề đỡ bị cháy, hoặc thuyết trình thì dùng gì ạ? À? Câu khẳng định nhiều nhất. Còn phủ định và yes no này thì dùng ít hơn. Được chưa ạ? Đó. Thế thì ở trong level 1 nhiệm vụ cô sẽ giúp các bạn ba dạng câu này, còn riêng đáp question cô tách riêng ra, sẽ dùng chung hết, sẽ một buổi, vài buổi sẽ học riêng ở level 2 ở cái đáp question này sau. Được chưa? Đáp question là cái phần nó rất quan trọng, bởi vì sao? Ra một kia bất kể một câu nào đấy các bạn mở miệng ra đều phải gì ạ? Dùng cái đáp question. Bạn thích ăn món gì, đi đường nào, rồi mặc quần áo size gì, cỡ gì, màu gì, đi ăn với ai, đúng không? Thích làm gì vào cuối tuần, đúng không ạ? À, thường mất bao lâu để đến nghỉ cơ quan, đúng không ạ? Hoặc là ăn bao nhiêu bữa cơm mỗi ngày, tất cả cái đó là đáp question hết. Cứ mở miệng ra hỏi mà phải có câu trả lời thì chính là đáp question. Nhưng yes no có nghĩa là gì? Hỏi phải trả lời dưới dạng yes no, là phải có hoặc không, được chưa? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đi theo gì ạ? To be cũng có gì ạ? Bốn dạng câu như thế y nguyên chúng ta phải học để chúng ta biết cách gì ạ? Nói. Dạ, vậy chúng ta sẽ vào dạng câu đầu tiên, đó được gọi là câu khẳng định. Câu khẳng định. Dạ, câu khẳng định. Chủ ngữ số nhiều to be là A, còn chủ ngữ số ít to be là is. Dạng câu khẳng định. Câu khẳng định. Đó, chủ ngữ cộng to be am is A cộng tân ngữ. To be is các chủ ngữ số ít. Cô lượt lại từ đầu đấy nhá. Mi đây. Xem đủ rồi nhá Mi nhá. Mít. Đó, trật tự đi ạ. À. Rồi. Chủ ngữ số ít, he, she, it, danh từ số ít. To be là is. Chủ ngữ số nhiều, you, we, they, danh từ số nhiều, to be là A. Cái này chắc các bạn biết hết rồi, học nhiều lắm rồi. Bạn nào mà mới học tiếng Anh thì đấy, ghi chép đầy đủ hết kỹ càng đấy. Rồi, bây giờ đặt câu nhá. Cô kết hợp bước số xây câu ở đây luôn á. Bước số 3 cô kết hợp luôn vào phần ngữ pháp này luôn đấy ạ. Được chưa? Đã bắt đầu vào xây câu luôn rồi. Đặt câu nhé. Bố tôi đang ở trên giường nhưng ông ấy còn thức. Có phải là từ vựng của bước 1 và ngữ pháp bước 2 không? Còn thức có phải là từ vựng của bước 1 không? Còn ngữ pháp chính bước 2 đây này.
Bố tôi đang ở trên giường nhưng ông ấy còn thức. Bố tôi số ít hay số nhiều? Vậy to be sẽ là gì? Is. Vậy my father xong thì gì nhỉ? Is. Đúng rồi, is. Gì trên giường là gì? On the bed. On the bed. Nhưng ông ấy còn thức. But. But she is awake. He. Awake. He to be là gì? Awake. He is. Awake. Đúng không? Con thức là awake. Chính xác rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, nó dễ không? Đang nhìn thợ xây xây đấy. Yeah. Ước đang nhìn thợ xây xây đấy. Tiếp nhá. Cửa hàng này vẫn đóng cửa cho đến 7 giờ sáng. Cửa hàng này vẫn đóng cửa cho đến 7 giờ sáng. Cửa hàng này là số ít hay số nhiều? This là gì? This shop. Cửa hàng này là this shop và this store. This shop is nào? Đóng cửa là gì? Vẫn đóng là gì ạ? Close. Vẫn đóng là close. Cho đến 7 giờ sáng là gì? Until 7 a.m. Hoặc o'clock cũng được ạ. Bố mẹ tôi vẫn còn ngủ ở trên giường. Bố mẹ tôi số ít hay số nhiều? Số nhiều. Bố mẹ tôi là hai người là số nhiều. To be là gì? Đúng rồi. Vậy bố mẹ tôi là gì nhỉ? My parents. Vẫn còn ngủ là gì? Sleep. Ở trên giường. On the bed. Đúng rồi. My parents are asleep on the bed. Chúng ta sang. Đấy. Thành lập câu ban đầu nó dễ thế thôi. Được chưa? Ban đầu thành lập câu rất đơn giản thôi. Nhưng thực hành nhớ được hết. Chúng ta sang dạng câu thứ hai là câu phủ định. Phần ghi chú quan trọng buổi sau cô sẽ cho ghi chú nhé. Hôm nay sẽ học cái cơ bản nhất đã, xong để về nhà làm bài tập đã. Rồi. Chủ ngữ cộng to be, em thêm not, am not, hoặc e not là isn't, are not là aren't. Phần tân ngữ phủ định, câu phủ định là câu có chứa chữ không, chứa chữ không. Có chứa chứ không thì nó gọi là câu phủ định. Gọi là không đồng ý đấy, gọi là phủ định. Đặt câu nhá. Bố tôi không cao, nhưng chúng tôi thì cao. Bố tôi không cao như thế nào? Bố tôi số ít hay số nhiều? Not. Vậy y ở đây sẽ phải là gì? Isn't có từ không mà. My father isn't gì? Cao là gì nhỉ? Tall. Nhưng chúng tôi cao. But. We're. Tối nhiều, tôi biết sẽ phải là gì? Chúng tôi cao là câu khẳng định, không phải câu phủ định đâu nha. We are. Rất cao là very tall. Rất cao. Very tall. Tiếp nhé. Con chó đó không nguy hiểm. That dog. Con chó đó số ít hay số nhiều? Isn't. Dangerous. Không nguy hiểm, đúng không? Dangerous. Bố mẹ tôi không còn thức. Có chữa chữ không chưa? Yeah. Rồi, bố mẹ tôi số ít hay số nhiều? Nhiều. Rồi, tôi biết phải là gì? My parents. Không còn thức là gì? Awake. Rồi, rất tốt. Đấy, chúng ta đang sử dụng từ vựng ở bước 1 đấy. Dạng câu cuối cùng đó là câu yes no question. Thế này đã đủ hiểu chưa? Ba ví dụ đủ hiểu chưa? Rồi. Một cái có lấy khoảng 3 ví dụ để bạn thừa hiểu. Yes no question có nghĩa là gì? Công thức của bạn sẽ là cho tôi lên đầu câu. Cho tôi ghi lên đầu câu. Sau đó chủ ngữ và tân ngữ. Cho tôi ghi lên đầu này. Sau đó chủ ngữ và tân ngữ. Chưa? Rồi. Giờ mình đặt câu. Tôi cao phải không?
Đảo gì đây nhỉ? Tôi, ai, đi với em đúng không? Đảo em nào? Em ai? Em là chủ là ai? Cao là gì? Ai. Em ai? Em ai tall? Tôi cao phải không? Ok nhá. Cửa hàng này vẫn mở cửa vào buổi tối phải không? Có chứa chữ phải không? Is this shop? Số ít đảo tôi đi lên. Is chủ là this shop vẫn mở cửa buổi tối là gì? Open. Vào cuối tuần, vào buổi tối là gì? In the evening. Vào buổi tối là in the evening. Evening. Tiếp nghe. Nơi này rất nguy hiểm, phải không? Có phải chứ phải không không? Nơi này chú ít được nhiều. Is. Đúng rồi, xong đó gì? Nơi này là gì nhỉ? Evening. This place. Nguy hiểm là gì? Place. Very place. Dangerous. Họ là những sinh viên chăm chỉ phải không, sẽ là gì? Chúng ta lưu ý nhá, từ hot lúc nãy quên mất, cô không cho các bạn ghi chú ở đây từ hot đây này. Đâu nhỉ, lúc nãy có từ hot. Hot. Đây. Lưu ý là trạng từ nó có nghĩa là khó, chăm chỉ, đúng không? Chăm chỉ chịu khó đúng không? Thì tính từ này nó cũng có nghĩa là chăm chỉ. Đây, thằng này thì nó bằng với, nó có nghĩa là chăm chỉ chịu khó. Đây. Đây là trạng từ đúng không? Nó bằng nghĩa với từ gì? Hard working. Hard working ở đây. Hard working ở đây. Nhưng từ hard working này lại là chỉ là tính từ thôi, được chưa? Đây, tính từ chăm chỉ đã dùng hard working, được chưa? Đấy. Bằng nghĩa từ hard working, nhưng hard working là tính từ. Yeah. Còn cái thằng này chăm chỉ, nếu mà trạng từ chăm chỉ muốn dùng trạng từ thì phải dùng hard. Còn nếu chăm chỉ dùng tính từ phải dùng hard working. Yeah. Đây, chúng ta lại quay trở lại chỗ này. Are they hard working? Are they hard working? Students. Hard working student. Tại sao có hiện tượng này thì cô sẽ cho bạn về phần tính từ luôn nhé. Are they hard working students? Các bạn lưu ý này, cô sẽ cho ghi chú ở đây thôi, để các bạn trong hôm sau sẽ đi kỹ hơn này. Các bạn lưu ý nha, tính từ luôn phải ngồi trước danh từ. Được chưa ạ? Nên tính từ này này, hard working này là tính từ, phải ngồi trước danh từ. Chứ không thể là are they student hard working được đâu nha. Mà tính từ phải ngồi trước gì? Danh từ. Được chưa? Tính từ phải ngồi trước gì? Danh từ. Thì cô mới chỉ lấy được như vậy thôi, bởi vì chưa hết đâu. Phần này nó còn một số phần khác nữa. Vị trí của tính từ, tính từ là gì? Vị trí đứng đâu trong câu chúng ta sẽ sau. Học sau sẽ được học. Nhưng ít nhất là chúng ta biết là cứ câu nào có tính từ thì tính từ phải ngồi trước danh từ. Được chưa ạ? Nếu có cả tính từ và danh từ thì tính từ phải ngồi trước, không được cho ra sau đâu nha. Được chưa? Rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã xong được chủ đề đến bước số 3 rồi. Bước số 3 chính là bước cô xây câu cho bạn ở khẳng định, phủ định, nghi vấn. Có nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đã hiểu chưa? Có phải nhìn thấy thợ xây xây gật gật chưa? Hiểu rồi, khẳng định như này, phủ định như này và yes no question như này đúng không? Chủ ngữ số ít thì y, chủ ngữ số nhiều thì a đúng chưa? Sau đó bước số 4 là bước gì? Hả? Chưa chép xong hả? Chưa ghi xong câu. Dạ vâng. Ghi đi. Sau đó thì về nhà các bạn sẽ có bước số 4 là các bạn sẽ phải tự xây. Tự xây thế này, cô sẽ cho các bạn nhìn thấy bài tập luôn này. Yeah. Cô đã bảo rồi, các bước thì cô đều gì ạ? Bày tiệc sẵn cho mà ăn rồi, chỉ việc nhào vô mà gì? Mà ăn thôi. Mà đến bước ăn nữa mà không biết ăn nữa thì cô chịu rồi. Cô không thể cầm để cô nhét vào miệng các bạn được, hiểu chưa? Nên là cái đến bước nói cũng vậy, cô cũng đã bày trận sẵn cho rồi, bày tiệc sẵn rồi, và chỉ bảo mở cái miệng ra thôi, mà không thèm mở ra thì cô có mở cái miệng, banh cái miệng các bạn ra được đâu, đúng không? Thế nên là cái bước đấy các bạn phải làm nhé.
bước của các bạn, bước rất quan trọng là bước số gì? 4 và bước số 5 là hai bước của các bạn. Rất là quan trọng, được chưa? Bây giờ đây. À, xong chưa, chép xong chưa để cô chuyển file? Rồi. Rồi các bạn sẽ nhìn cái file bài tập về nhà này. Bài tập về nhà có hai nhiệm vụ. Một là chép cho cô nốt 30 tính từ còn lại. Hôm nay mới được 30 tính từ đúng chưa? Hôm nay học được 30 tính từ. Nhưng một chủ đề chúng ta là 60 tính từ, không phải là 30. Mà 30 tính từ đầu thì nó hơi phức tạp hơn chút, thì cô cho bạn chép và học được mẫu. Còn 30 tính từ sau các bạn phải về nhà tự chép vào vở. Cô sẽ gửi file, các bạn tự chép vào vở, nhớ chưa? Chép hết đầy đủ vào vở cho cô. Bước hôm sau cô chỉ cho bạn đọc một lượt là xong thôi. Đọc một lượt cho nó kỹ thêm, được chưa? Và bài tập số 2, đây, nhìn vào đây. Có phải đây là cô bày tiệc sẵn rồi không? Các bạn có phải tự đặt không? Không phải tự đặt nữa, mà cô đã đặt hết cho bạn rồi. Có nhìn thấy cao thấp là học rồi không? Có nhìn thấy vẫn mở là học rồi không? Có thấy vẫn đóng học rồi không? Có thấy cứng là học chưa? Có chữ mềm mại học chưa? Đúng không ạ? Khó học chưa? Không dễ học chưa? Nó chẳng có phủ định thôi. Đúng không ạ? Đúng học chưa? Sai học chưa? Nên là các bạn thấy không ạ? Nên bước đặt câu này cũng sử dụng từ vựng và ngữ pháp chúng ta đã học hết, và khẳng định phủ định nghi vấn, không có câu khác đâu nha. Cũng khẳng định phủ định nghi vấn. Yên tĩnh học chưa? Ồn ào học chưa? Nặng học chưa? Nhẹ học chưa? Đúng không? Ngủ này, thức này, học chưa? Học hết rồi. Đúng chưa? Sạch sẽ này. Tất cả chỗ này, bài tập này sử dụng đến tầm khoảng tí. Nó cũng động chạm đến tầm khoảng 40 từ vựng đấy. 40 từ vựng. Bởi vì 22 câu, nhưng mà câu nào cũng là câu đúc. Được chưa? Có hai bài tập, làm một bài hay hai bài? Muốn làm một bài hay làm hai bài? Bài dịch dịch cái này. Hai bài của hai đi. Cả hai cả. Ừ. Cô cho nhiều vào cho em luyện tập. Cho nhiều vào cho làm không? Mà cô phải xem rằng là tuần này có gửi bài lên không. Làm xong, các bạn lưu ý này, không được đánh máy, nhớ chưa? Không đánh máy. Cô đã nhắc cái là phải làm y nguyên nhá. Vì sao cô nói? Bởi vì cô nhắc như thế là đều có lý do nguyên nhân. Nếu cô có quên nói các bạn lý do vì sao cô dặn các bạn như thế, thì các bạn cũng phải biết rằng là cô dặn như thế, cứ hãy cứ làm thế. Bởi vì sao? Nếu đánh máy không nhớ mặt chữ, viết tay mới nhớ mặt chữ, nhớ chưa? Đánh cứ này nhá, viết tay ra. Nếu bạn nào mà không có bản in, bạn nào không có máy in, thì bạn ấy có thể tự viết câu gì. Nếu bạn ngại quá, bạn chỉ cần viết câu tiếng Việt thôi. À quên, sorry, viết câu tiếng Anh thôi. Không cần phải chép chữ tiếng Việt ra, nó mất thời gian, hiểu chưa? Chỉ cần viết câu tiếng Anh thôi, được. Bạn nào rảnh thì ngồi chép cả được. Còn nếu không rảnh thì chỉ chép làm mỗi câu tiếng Anh ở đây. Ví dụ viết tay câu tiếng Anh ra. Số 1 tiếng Anh là gì, số 2 tiếng Anh là gì, số 3 tiếng Anh là gì. Xong, làm xong nhớ này, chụp ảnh gửi lên nhóm. Đấy mới gọi là công nhận. Buổi sau không thấy bài gửi lên nữa, buổi sau không giao bài tập nữa. Hoặc giao ít thôi, được chưa? Còn thấy làm bài tập đầy đủ rồi thì buổi sau sẽ giao tiếp. Đấy lý do ra cô tách lớp để cô biết rằng là gì ạ? Lớp này phấn đấu, lớp nào phấn đấu tốt thì mới biết rằng là cái lượng lớp mình bao nhiêu người như thế nào chứ. Xong cuối khóa còn trao giải, hoặc là trong giữa khóa có cái gì hay hay cô tặng cô cũng trao giải. Chứ không bây giờ lớp nào đánh đồng hết nhau à, đúng không? Đánh đồng nhau làm sao cô biết được lớp này thế này, lớp kia thế kia, làm sao cô biết được chất lượng? Nên là lớp nào phải gặp lớp đấy, đúng không? Chẳng liên quan đến nhau. Nên là học lớp nào phải chắc lớp đấy. Hiểu? Chứ không phải lớp này nó đang trình độ này, lớp kia nó lại, tức là cái tốc độ dạy nó sẽ khác nhau, nó không giống nhau đâu. Nên nó không khớp nhau đâu mà lại cứ nhảy vào học. Mà nhảy học lại vào trong tư tưởng này, nhảy vào học này. Ui, có lớp này xong mai lại có lớp kia, mình học lại mà thôi, hôm nay học thế thôi. Học kiểu dạng thế là cái chỗ nào cứ chân này nhúng tí, chân này nhúng tí, chân này nhúng tí. Thì xin thưa mấy các ông, chân này nhúng tí, chân kia nhúng tí chẳng thành cái gì cả. Đúng không ạ? Nên là gì ạ? Chỉ một duy nhất. Cái thứ hai là Zoom, buổi sau cô dùng Zoom của cô để cho dưới 100 người, nhưng mà phải đạt kết quả, được chưa? Rồi, hiểu chưa? Bài tập nhá, chụp gửi lên, kể cả viết từ vựng xong cũng phải chụp gửi lên để cô biết đấy là minh chứng bạn gửi bài. Được chưa? Đó. Bài này cũng gì ạ? Cô gửi hai bài tập lên. Có, cô gửi lên, cứ yên tâm. Cô sẽ gửi hai cái file lên. Và các bạn gì ạ? Nhớ là viết tay nhá, không được đánh máy. Bạn nào đánh máy gửi lên coi như một bài tập nhá. Viết chụp gửi lên. Đấy, thế. Thì cô sẽ gửi cho hai bài tập. Đấy, bây giờ tuần này các bạn xin hai bài tập thì cho hai bài tập đã. Tuần sau xem có làm bài tập không, không làm bài tập nữa không gửi nữa. Học xong rồi không có bài tập nữa, hết cắt mất bước 4 luôn. Giờ cắt mất bước 4 thì cắt luôn cả bước 5. Được chưa? Nên phải làm bài tập thì mới có bước 4 mới có bước 5 nhá. Bước 5 hôm sau các bạn sẽ có bước 5 sẽ rất là hay, bước nói thế nào. Cô đỏ rồi, tất cả các bước cứ bày trận sẵn rồi, cứ chỉ việc nhào vô mà làm thôi.
Các bạn lưu ý này, trong bài tập về nhà này sẽ có một vài từ là từ vựng, là danh từ mới. Nếu bạn nào là có từ mới nha, thì các bạn nhìn này. Ví dụ bạn không biết từ chồng bạn, bạn tra cho cô từ chồng bạn trong thảo đây. Đừng có tra Google cả câu nhé. Nếu tra Google cả câu ấy, thì tôi xin mời đừng học nữa. Đi tra Google cả đời đi, đừng học cô nữa. Hiểu chưa? Nên từ nào không biết tra mỗi từ chồng bạn thôi. Chồng cô ấy thôi, nếu không biết thì tra từ này thảo đây. Nhạy chi tra cả câu này thì tôi đừng học nữa. Được chưa? Cứ ra ngoài kia mà đi tra Google, còn khỏi học. Hiểu chưa? Và tiếp theo trung tâm AV, không biết thì tra chữ trung tâm AV thảo đây. Được chưa? Bởi vì là gì? Kiểu gì cũng phải sử dụng từ mới bên ngoài, vì chúng ta mới học tính từ mà. Danh từ đã học đâu. Nên kiểu gì cũng phải sử dụng từ mới bên ngoài. Các bạn thấy cô toàn dùng chủ ngữ là gì? Danh từ thôi, chứ không chủ ngữ là I, you, we, they, she, dễ quá. Hiểu không? Nên cô dùng chủ ngữ là danh từ. Các bạn thấy không? Đây, những chiếc kẹo đó, bạn tra những chiếc kẹo đó, nếu không có tra thì Google thả vào. Cấm tra cả câu nhá. Được chưa? Tra cả câu thì xin thưa là đi học thuộc câu và giao tiếp. Nên là các bạn đã học cách thành lập câu rồi thì chỉ biết từ nào từ mới thì tra từ mới thả vào, tra từ mới thả vào, thế thôi. Được chưa? Còn nào bạn nào biết rồi thì cứ thế mà làm. Những bạn bình thường đã học tiếng Anh lâu lâu rồi, những từ này nó không khó đâu. Gần như là chúng ta biết được hết, vài từ không biết thôi. Thế còn những bạn mà mới mới tiếng Anh một chút thì chắc là những từ đấy là những từ khó với mình, thì là phải tra từ vựng thả vào, tra từ vựng thả vào. Được chưa? Nắm chắc được nội dung ấy hay chưa? Ổn chưa? Hình dung được phương pháp học chưa? Đấy, là cô đang đưa cho bạn về nhà làm bước 4. Xong bước hôm sau cô sẽ làm cái bước 4.5, là cô sẽ check cùng các bạn để phát triển kỹ năng viết, xây lại phần viết của các bạn. Tiếp theo phát triển kỹ năng speaking đấy. Vì sao hôm sau các bạn sẽ biết là speaking ở chỗ nào, hôm sau các bạn sẽ được biết. Hôm sau cô sẽ dặn kỹ bước 4.5 làm cái gì và như nào. Và bước 5 như thế nào, các bạn phải làm như nào, được chưa? Đấy, các bạn phải vào hình dung. Bởi vì nghe phương pháp xong nhưng không có thực hành thì đố bạn biết làm thế nào đấy. Đúng không ạ? Nên là từng bước một phải vào kỹ thì cô mới dặn được. Được chưa? Rồi, các bạn. Xong rồi, nay lớp có hỏi gì không? Tắt đồ dậy thế được chưa? Có nhanh quá, chậm quá không? Không ạ. Không nhảy được ạ. Nhưng mà bây giờ bọn em ghi vở thì bọn em phải ghi tách riêng ra hai vở hay là ghi chung một vở được hả cô? À, chung bài tập chung luôn được ạ. Không cần phải ghi tách đâu ạ. Chung luôn ạ. Không, em ý em muốn hỏi cô là đó là về cái từ vựng ấy. Về cái từ vựng, tại vì là có đôi khi là cô sẽ dạy cho bọn em viết một nửa, xong rồi một nửa thì bọn em sẽ chép sau ấy cô. Thì có lại chép từ tiếp xuống dưới được. Nói tiếp bên dưới ạ. Nói tiếp bên dưới không sao ạ. Được chưa? Đấy. Các bạn cứ làm đi, ghi chép vào tay nó mới nhớ. Nhớ lắm, tức là cô dạy các bạn là hoàn chỉnh, hoàn hảo luôn, chẳng thiếu cái gì đâu. Cái 4 kỹ năng nghe nói, đọc viết và phát âm có hết, chả có thiếu gì. Học với cô là không phải học đi đâu cả. Không phải đi đâu để mà học, nó không phải bổ sung cái gì nữa, đầy đủ hết. Được chưa? Mà đi nền tảng. Còn nếu bạn nào chỉ muốn giao tiếp không thì vẫn phải học hết cái nền tảng này xong rồi tập trung vào giao tiếp. Và bởi vì cái nền tảng gốc gác nó cấu trúc cú pháp nó không có không được đâu. Cứ học thuộc giao tiếp thôi. Được chưa? Rồi, ổn hết rồi gì? Rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn cả lớp đã học hôm nay quá thật 33 phút. Đúng không ạ? Hôm sau lớp cố gắng vào đúng giờ và tuân thủ quy tắc bật cam nhé. Thì để đỡ mất thời gian thì chúng ta sẽ đúng giờ hơn. Có giờ có quá giờ thì tầm khoảng 15 phút thôi. Còn giờ này là còn mọi người còn nấu cơm, ăn uống nữa. Đúng không ạ? Rồi, xin chào cả lớp. Chào mừng cô rất nhiệt tình. Chào cô ạ. Nhớ bài tập về nhà đủ nhé. Cảm ơn cô. Rồi, xin chào. Chào cô ạ.